Video các bạn đang xem được thực hiện bởi Playzone, shop thiết bị dành cho game thủ hàng đầu Việt Nam. Bọn mình đã có mặt tại 126 Phố Họng Hà Nội và 220 Lý Thái Tổ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu các bạn ở các tỉnh khác hoặc đơn giản là lười ra ngoài thì có thể mua hàng tại website playzone.vn hoặc trang Facebook Playzone. Hàng sẽ được chuyển đến tận tay các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Vào một cái đã đến thứ 6 rồi. Ngay bây giờ thì hãy cùng đến với đọc báo cùng Playzone TV số thứ 33. Và mở đầu thì chúng ta hãy cùng điểm qua nốt những tin tức từ CES 2017, sự kiện công nghệ có thể nói là lớn nhất tháng này. Có vẻ như mấy năm gần đây thì màn hình 4K đã là một cái gì đó trở nên khá quen thuộc với người dùng. Nói vậy thôi, thực ra mình cũng chưa dùng màn hình 4K bao giờ. Thì đã đến lúc các hãng sản xuất bắt đầu giới thiệu màn hình lên tới độ phân giải 8K. Hãng sản xuất màn hình Dell đã nổ phát súng đầu tiên với chiếc màn hình Ultra Sharp UP3218K với kích cỡ màn hình là 32 inch và độ phân giải khủng 8K, chứng nhận có độ rộng giải màu sRGB và Adobe RGB đạt 100%. Thêm vào đó, nó có được ứng dụng công nghệ Dell Premier Color vốn có thể hiển thị lên tới 1,07 tỷ màu sắc. Riêng về khoảng kết nối thì Dell UltraSharp UP3218K hỗ trợ hai ngõ ra DisplayPort 1.3 và 4 cổng USB 3.0, thêm vào đó là cả cổng kết nối tín hiệu âm thanh nữa. Và màn hình này cũng có thiết kế phần khung viền mảnh mai thích hợp với cả nhu cầu ghép nhiều màn hình của những người nào muốn sở hữu một không gian kết hợp nhiều màn hình với nhau. Và cuối cùng thì nó cũng có một giá bán rất chi là Dell, 4.999 USD và bán ra trong tháng 3 này. Trong khuôn khổ CES 2017 thì bên cạnh Acer, Dell cũng cho ra mắt một chiếc máy tính có thể nói là siêu nhỏ khi mà kích thước của nó chỉ lớn hơn một chút so với một chiếc thẻ ATM các bạn hay sử dụng hàng ngày. Với chiều dài 9,3cm và chiều rộng 5,58cm cùng với độ dày chỉ có 5mm. Đây là chiếc máy tính nhỏ gọn nhất và mỏng nhất của Intel từng sản xuất. Và tất nhiên với kích cỡ nhỏ như vậy thì Intel Compute Card không dành cho thị trường người dùng thông thường mà gần như là dành cho các hãng sản xuất thiết bị công nghệ muốn tích hợp sản phẩm của mình vào một chiếc máy tính chẳng hạn. Cụ thể như là việc phát triển công nghệ Internet of Things đang sắp trở thành xu hướng hiện nay. Compute Card dự kiến sẽ có mặt trên các kệ hàng vào giữa năm 2017 và hiện tại thì mức giá của nó chưa được Intel tiết lộ. Chi tiết phần cứng bên trong thì cũng vẫn nằm trong vòng bí mật. Tuy nhiên thì nhiều khả năng chiếc máy này sẽ sử dụng một phiên bản vi xử lý thế hệ thứ 7 Intel Core Kaby Lake, tiêu thụ ít điện năng và có khả năng kết nối Wi-Fi, Bluetooth. Nhắc đến Internet of Things, tức là công nghệ Internet kết nối vạn vật, thì nếu như tuần trước chúng ta đã có sản phẩm chiếc lược thông minh thì tuần này chúng ta sẽ có một sản phẩm thông minh, đó chính là chiếc thùng rác thông minh. Sản phẩm này đến từ Simple Human, một công ty nổi tiếng chuyên sản xuất các thiết bị gia đình cao cấp. Tại CES 2017 thì công ty này đã quyết định tung ra chiếc thùng rác được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của mình. Nó có thể được điều khiển mở, đóng nắp bằng cách điều khiển bằng giọng nói. Và phiên bản đầu tiên của nó sẽ có hai mẫu. Mẫu nhỏ có giá là 180 USD, tương đương với khoảng 4 triệu đồng và chỉ có một ngăn đựng rác. Và một phiên bản đắt đỏ hơn nhưng lớn hơn có giá 240 đô, xấp xỉ 5,3 triệu đồng và có thể chứa được cả rác và nguyên liệu tái chế. Phiên bản thứ hai này sẽ dự định được cập bến vào tầm tháng 5, sẽ được tích hợp cả Wi-Fi, có thêm nhiều ngôn ngữ và khả năng tính toán số lượng túi rác còn lại của bạn. Và khi bạn hết thì một ứng dụng được cài đặt trên điện thoại sẽ tự động đặt thêm túi rác mới thông qua dịch vụ Dash Replacement. Nghe qua những tính năng như vậy thì có vẻ như chiếc thùng rác này vẫn chưa được thông minh mấy khi mà nó chỉ làm được có như vậy. Theo mình thì khi nào nó biết tự di chuyển ra ngoài và đổ rác, mỗi lần nghe thấy cảnh báo từ xe rác thì mới được coi là thông minh. Nếu như tuần trước mình đã đưa đến cho các bạn thông tin về hai dự án mới nhất của Razer, đó là chiếc laptop 3 màn hình cùng với máy chiếu chơi game, thì vừa qua lại có thêm một tin là sản phẩm laptop 3 màn hình vừa bị đánh cắp ở hội chợ CES. Và thông tin thêm đó là đây là lần đầu tiên một sản phẩm bị đánh cắp ở hội chợ này. Ngay sau đó thì Razer đã thông cáo và treo thưởng lên tới 25.000 đô cho người nào đưa được thông tin về tên trộm. Và mới đây nhất lại có thêm một thông tin cho thấy sản phẩm này đang được giao bán trên trang thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc, đó là Taobao, với mức giá là hơn 21.000 đô. Tuy nhiên vụ phốt này theo mình và tất nhiên là rất nhiều người khác nữa cũng đã đánh giá là chỉ một chiêu trò PR không hơn không kém của hãng gaming gear này, với mục đích làm cho dự án mới nhất của họ được xuất hiện trên càng nhiều mặt báo càng tốt. Thực sự thì theo mình thì nó cũng chẳng có gì gọi là xấu, khi mà càng quảng cáo áp thì trách nhiệm ra mắt một sản phẩm tốt và chất lượng sẽ càng đặt lên vai của Razer nếu họ không muốn bị ăn gạch đá từ người tiêu dùng. Và tất nhiên thì người dùng vẫn sẽ là người được lợi nhất mà thôi. Công nghệ âm thanh nổi tiếng hay được quảng cáo nếu như các bạn thường xuyên đi xem phim rạp đó chính là Dolby Atmos, sắp được Microsoft mang lên Windows 10 và tích hợp sẵn ở trong hệ điều hành này. Trong một cuộc họp báo gần đây thì họ đã thông báo rằng họ đang tiến hành phát triển tích hợp công nghệ này cho Windows 10 và Xbox One vào năm 2017. Tính năng này sẽ không yêu cầu thêm bất kỳ chip âm thanh chuyên dụng nào thêm cả và nó có thể hỗ trợ cả các loại tai nghe phổ biến trên thị trường. Dù khả năng áp dụng của nó vẫn chưa thực sự được kiểm chứng qua các bài thử nghiệm với headphone, nhưng đây vẫn là một tin mừng đối với một bộ phận đông đảo người dùng công nghệ, vì công nghệ này có phần vượt trội hơn hẳn so với các loại tai nghe 5.1 hay 7.1 hiện nay trên thị trường. Và nếu như khi ra mắt, tính năng này làm được những gì Microsoft quảng cáo thì nó sẽ giúp hầu hết các loại tai nghe trên thị trường hiện nay, kể cả các loại tai tầm trung hoặc giá rẻ cũng có thể giả lập được âm thanh vòm. Đây sẽ là một tính năng rất đáng mong chờ cho bản cập nhật tiếp theo của Win 10. Điều này càng chứng tỏ quyết tâm của hãng này khi muốn biến nó trở thành một hệ điều hành tốt nhất trên các máy tính hiện nay.
Khi mà chưa kịp mừng vui với việc tuyến cáp quang mới được đi vào hoạt động thì người dùng mạng ở Việt Nam đã nhận một tin sét đánh ngang tai khi mà cáp lại tiếp tục bị đứt. Và theo một số thông tin thì có vẻ như Viettel là nhà mạng bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất ở trong vụ đứt cáp này. Về lịch trình sửa chữa thì một nguồn tin từ phóng viên Vietnam Plus cho biết, theo dự kiến thì tàu sửa cáp sẽ đến vị trí sự cố vào khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 1. Mối hàn đầu tiên dự kiến vào lúc 17 giờ ngày 25 tháng 1 và mối hàn cuối cùng sẽ vào 3 giờ ngày 28 tháng 1. Cùng với đó là việc hoàn tất chôn cáp và khôi phục đường truyền vào 7 giờ ngày 29 tháng 1, tức là mùng 2 Tết Nguyên đán. Và đây chỉ là dự kiến bởi việc sửa chữa tuyến cáp có thể bị kéo dài nếu thời tiết xấu. Như các bạn có thể thấy thì thời gian dự kiến đã rất lâu rồi và nó lấn ra khoảng dịp nghỉ Tết, đúng dịp mà nhiều game thủ chọn để có thể quẩy game thỏa thích. Nhưng có vẻ với tình hình này thì có lẽ Tết năm nay các bạn sẽ có thời gian dành cho người thân nhiều hơn vì việc đó là mạng không thể vào được. Vừa qua thì Ozone đã cho ra mắt mẫu chuột chơi game mới nhất của mình mang tên M50 và vẫn như thường lệ thì các sản phẩm của hãng này không được trang bị công nghệ khủng khiếp hay có tính năng quá độc đáo gì, nhưng không vì thế mà nó là một sản phẩm tồi mà thực tế là còn ngược lại. Sản phẩm này sử dụng thiết kế công thái học dành riêng cho người thuận tay phải và nó được trang bị mắt đọc quang học PicArt PMW3310 với mức DPI từ 8000 cho đến 5000. Cùng với đó là 6 nút chức năng có thể lập trình và hệ thống LED RGB có thể thiết lập các kiểu hiệu ứng ánh sáng. Đặc biệt nhất có lẽ sẽ kể đến là giải LED chạy dọc quanh thân chuột và tương đối giống với các giải LED chạy bên cạnh của sản phẩm Razer Mamba 5G. Với một mẫu chuột tương đối ổn định như vậy thì mức giá của nó chỉ có 53 đô la Mỹ với hai tùy chọn màu sắc là đen và trắng. Theo mình thì đây là một mức giá hời cho một chú chuột chơi game ổn định. Cuối cùng thì chúng ta đã biết ngày lên kệ cũng như giá bán chính thức của hệ máy chơi game độc đáo đến từ Nintendo, đó chính là Nintendo Switch. Và trong một sự kiện vừa diễn ra thì Nintendo đã công bố rằng sản phẩm này sẽ xuất hiện trên kệ toàn thế giới vào ngày 3 tháng 3 năm 2017 với mức giá là 299 đô la Mỹ. Và ngay bây giờ thì các game thủ tại New York, Mỹ đã có thể bắt đầu đặt hàng Nintendo Switch tại cửa hàng Nintendo New York từ 9 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Và cửa hàng này cho biết họ sẽ chỉ nhận một lượng đơn đặt hàng hạn chế. Và người dân New York cũng sẽ có cơ hội dùng thử sản phẩm này vào ngày 15 tháng 1 trong một sự kiện do Nintendo tổ chức. Dự kiến thì họ cũng sẽ tổ chức sự kiện tương tự tại các quốc gia khác trên toàn thế giới. Và đây là một chiếc máy chơi game với ngoại hình và tính năng rất mới lạ khi mà giúp bạn có thể chơi game ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, không hiểu sao ngay khi thông tin này ra mắt và giá bán được công bố thì cổ phiếu của hãng này lại giảm tới 6% trong phiên giao dịch tại Nhật. Lý do có thể là vì các nhà phân tích lo ngại rằng Nintendo Switch chỉ được cái tiếng và không thể nổi bật hơn các đối thủ khác như là Sony PlayStation 4 và Microsoft Xbox One. Và lo ngại đó thì cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà trước đó các nhà đầu tư đã từng phải một lần thất vọng với Nintendo trên hệ máy Wii U, máy chơi game mà trước đó của hãng này dù được quảng cáo rầm rộ và ấn tượng, tuy nhiên lại thất bại thảm hại trên thị trường. Và sau 3 năm thì chỉ có hơn 13 triệu chiếc máy này được bán ra, trong khi đó thì máy chơi game Wii U ban đầu lại được bán ra tới hơn 101 triệu bản. Quả là một tin buồn đối với Nintendo khi mà các sản phẩm ra mắt gần đây của hãng này, mà mới nhất là Mario Run, cũng đã gây thất vọng nhanh chóng sau màn ra mắt hoành tráng. Tin tức cuối cùng thì cũng liên quan đến Nintendo Switch, khi mà hãng này vừa giới thiệu một tựa game đi kèm với việc ra mắt chiếc máy chơi game này, đó chính là Super Mario Odyssey. Đây sẽ là tựa game đáng chú ý nhất trong số các game mà Nintendo ra mắt cho Switch. Trong game thì Mario sẽ chiến đấu và giải cứu công chúa trong những bản đồ hoàn toàn mới, cũng như là các hoạt động mới toanh. Cốt truyện thì vẫn như cũ, Mario sẽ vượt qua mọi thử thách để giải cứu công chúa Peach khỏi con chùm Bowser. Tuy nhiên, cảnh vật xung quanh sẽ không còn ảo trong vùng đất thần tiên như trước nữa, mà sẽ gần gũi hơn với các game thủ khi mà là cảnh đường phố, các tòa nhà trong khu đô thị hoặc là trong một khu rừng nào đó. Và với nền đồ họa 3D cùng với những hành động của Mario feel like Assassin's Creed, mong rằng tựa game này sẽ làm cho chiếc máy chơi game độc đáo của Nintendo bán chạy hơn và có thể cạnh tranh được với đối thủ đến từ Microsoft hay là Sony. Thông tin rồi đã kết thúc đọc báo cùng Prezone TV số thứ 33. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì, hãy comment ngay bên dưới. Và đừng quên bấm like, share video này và theo dõi kênh YouTube của Prezone TV. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video kế tiếp.